Thưa quý vị và các bạn, từ 15 giờ 30 phút ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó thì giá xăng E5 RON 92, xăng RON 95 đồng loạt tăng giá. Tại kỳ điều hành lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng với mức giá mới như sau: xăng E5 RON 92 22.869 đồng một lít, tăng 540 đồng; xăng RON 95 23.767 đồng một lít, tăng 620 đồng. Còn giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm cụ thể: dầu diesel 21.562 đồng một lít, giảm 962 đồng; dầu hỏa 21.594 đồng một lít, giảm 982 đồng; dầu mazut 13.636 đồng một kg, giảm 298 đồng. Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn với mặt hàng xăng và mức trích lập với dầu dao động từ 200 đến 600 đồng một lít hoặc kg tùy loại, và không chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu.